chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào khán giả trường quay. Chào em. Em tên là Phạm Thị Mỹ Lệ, năm nay em 25 tuổi, hiện đang làm việc tại Thẩm Mỹ Viện. Rồi, bây giờ thì chờ bạn nam của mình nha. Mời bạn nam. Lớn lên rồi. Vừa đi vừa nói không nghe. Em xin kính chào ông Mai và Mối, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Xin kính chào quý vị khán giả. Chào bạn Minh Duy. Dạ. Cái gì mà giống mất sổ gạo quá vậy, sao yếu xìu vậy? Bên đây người ta xôm lắm nè. Bà nói lại rồi, 2, 3. Kính chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn Minh Duy. Bạn làm cái gì? Dạ em tên Sơn, làm trên hình cáp. Tên gì? Dạ em tên Ngọc Sơn. Ngọc Sơn làm trên hình cáp Việt Nam, chi nhánh Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Lâu lâu chưa? Dạ em làm được gần 6 năm rồi. Nhiều tuổi rồi? Dạ em năm nay 29 tuổi. 29 tuổi? Dạ. Nhìn mặt này thấy vui quá. Sao dễ lên? Hài hước lắm, bên đây bạn này hài hước lắm. À Lễ ơi, nãy em làm dạ. Thẩm Mỹ Viện đúng không? Dạ đúng rồi chị. Em làm cái gì trong Thẩm Mỹ Viện? Dạ em làm mama tổng quản chị. Tổng quản là làm gì? Dạ là quản hết mọi việc đó chị. Dạ là quản lý đó. Dạ. Thẩm Mỹ Viện là làm cái gì trọng? Cắt mắt, nâng ngực, sửa mũi. Bạn Mỹ lại. Dạ. Vậy có chuyện cho bạn làm rồi đó. Bên kia sẽ làm Mỹ Viện lại. Mặt bạn hơi buồn. Mắt hơi buồn, ai nói vậy không? Dạ. Mọi người đều nói như vậy. Nhiều người nói vậy hả? Dạ. Có khi nào bạn soi gương, bạn đánh giá về gương mặt của mình không? Dạ cái đó em nghĩ chắc là cũng là khuyết điểm của em. Vui cũng vậy đó hả? Dạ vui thì vui. Dạ. Bạn vui lắm thì cái mặt nó làm sao? Dù á, có vợ rồi, thí dụ vậy thôi. Rồi bạn làm thử coi, 2, 3. À, có vợ rồi. Mạnh lên nữa coi. Thử coi có thay đổi không, 2, 3. À, có vợ rồi. Đó, mạnh mạnh lên vậy đó. Lệ, dạ. Anh là bị dạ, em tò mò quá chị. Tò mò quá ha. Dạ. Từ dưới giờ cũng mở màn ra coi liền vậy đó. Dạ, được rồi chị. Làm mama tổng quản lanh quá. Bây giờ hỏi là một lần cuối cùng là sắc đẹp mày là nguyên thủy hay là sắc đẹp mày đã được chỉnh sửa? Dạ nguyên thủy. Chắc không? Dạ chắc. Có giấy bảo hành không? Có. Mặt mày cũng xinh xắn vậy tại sao lại không có bạn trai? Tại làm ở đó thì từ sáng đến tối, khi nào hết khách mình được về cho nên là không có thời gian đi ra ngoài. Rồi bây giờ nếu mà hẹn hò rồi có bạn trai rồi mình đi chơi thì sao? Rồi hẹn hò giờ nào? Dạ bác sĩ cho chị. Sao nói câu này hoành tráng quá vậy? Dạ tài thể ế quá không có thời gian đi chơi cho nên đi hẹn hò nên cho thời gian nghỉ đi chơi. Phải không? Mà muốn lấy chồng chưa? Dạ 25 già rồi chị. 25 mà già rồi đó hả? Ưu điểm của em là gì? Dạ ưu điểm nói nhiều, cười nhiều, ăn nhiều, ngủ nhiều. Khuyết điểm nói to, hét to, la to. Em nói là em ăn nhiều, ngủ nhiều, diễn tả. Dạ ngủ chắc mấy ngày không dậy, không ăn, không tắm, không rửa. Cái gì mà không ăn, không tắm, không rửa luôn là sao? Ngủ liên. Dạ đúng rồi chị, không mở mắt luôn. Kỷ lục, sống. Kỷ lục, dạ vẫn sống. Mấy ngày? Chắc cũng phải 4-5 ngày đó chị. 4-5 ngày không ăn, không xuống giường? Dạ. Rồi còn nói nhiều, nói dạ. Nhiều sẽ cỡ nào? Mức dạ, nào? Em đi làm em tư vấn mà chị. Tư vấn có đồ mà nói từ sáng đến chiều. Leo lên cầu thang không nổi, bò lên giường nằm liệt luôn. Nghe vậy rồi. Bây giờ nói tới xỉu luôn. Dạ. Em thích. Vui lên, anh dạ. Vui lên, anh cười từ to luôn. Cặp này vui rồi đó. Em nói em thích rồi, vui lên. Dạ em thích. Nói lại cười to lên, em thích. Dạ em thích. Đưa hai tay lên rồi. Dạ em thích. Bạn có hay buồn không? Dạ, độc thân ngồi mình thì cũng buồn. Buồn, buồn vì vấn đề gì? Tại chưa có người bạn gái nào hiểu về cái cuộc sống của em. Nếu như để hiểu em thì cần hiểu vấn đề gì? Thì em cần một người bạn biết kính trên nhường dưới, biết thương cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Cái này đáp ứng được hết này. Dạ em không thích bạn gái ăn chơi xa đọa quá. Dạ. Rồi gì nữa? Dạ vậy được anh. Được rồi, vậy được. Chứ nghe cái giọng buồn dữ người ta, một mặt buồn lắm hả anh Linh? Không mặt vui. Có nghĩa là người đối diện nhìn thì thấy vui nhưng mà bản thân đương sự thấy buồn đúng không? Hiểu sao mặt ế rồi. Nhát quá đúng không? Bây giờ, dạ. Mình hỏi lại có bạn mối tình nào chưa? Dạ chưa có một mối tình vắt vai. Chưa có một mối tình vắt vai? Dạ. Vậy là được nắm tay hôn hít gì chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Giờ muốn không? Dạ, từ từ. Từ từ là gì nào? Vài bữa đã bắt đầu nắm tay. Vài bữa là nắm rồi. Tưởng nó mấy năm chứ. Có yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Không có lụng đồng tiền chị. Sao vậy? Theo nghiên cứu của em á, nghiệm thấy từ xưa giờ á, 100 người thì cũng chắc 99 người là nhìn nó dê dê. Chị là đụng chạm nhiều lắm nha. Nó
coi không có thích gì nữa. Thích bằng nào mà vui vẻ. Bạn này vui. Gì nữa? Phóng khoáng một chút. Phóng khoáng không? Dạ có. Phóng dữ không? Chút anh. Cái gì nữa đàn ông đó không? Đừng mập quá, đừng ổn quá chị. Cao nhiêu? Cao khoảng 1m6 đến 1m7 là được rồi. Thì dạ. Cũng được ha, dễ. Dạ được, em cao 1m64. 64 hả? 65, dạ. Em nhắm bây giờ cô kêu đưa ra những cái ý vậy, mình có hợp không? Dạ em thấy bạn cũng đòi hỏi không có nhiều. Không có nhiều đúng không? Dạ. Ví dụ giờ gặp cô gái đó mình thấy mình thương, mình yêu quá. Chạy tới mình thương thấy được không? Từ từ chứ anh, từ từ mới yêu chứ anh. Dạ. Cái nụ hôn đầu đời bạn có thể diễn tả được như thế nào, cảm giác thế nào? Khó quá bỏ nha. Bữa nay đi đến đây có trong chỗ thẩm mỹ viện có ai đi theo chung không? Dạ không, có em gái của em đi theo chị. Chào em. Dạ em chào chị. Mặt anh bên kia vui lắm hả chị, nãy giờ chị tò mò. Em thấy anh rất là nhút nhát mà, còn về niêm mặt anh hơi tiểu tiểu một chút. Sợ sau này về sợ bị chị em ăn hiếp. Đúng rồi, em nói đúng á. Mà thấy có xứng không, thấy có hợp nhau không, rồi kết hợp nhau được không? Được. Sao cười dữ vậy? Tức quá, cảm ơn. Qua tự coi, đang mệt quá hả? Mặt ông này hề lắm hả? Chào chị. Vui coi. Dạ. Chào chị Cát Tường. Chào chị Cát Tường. Dễ thương lắm á. Nói chứ nãy giờ tôi rất là vui khi nhìn thấy ảnh rất là chân thật á. Ai mà gặp anh này là coi như cũng phước ba đời luôn á. Về gặp ảnh nhiều khi giận cũng vui nữa, đúng không anh? Dạ. Hả? Dạ đúng rồi. Vậy giờ anh thấy trong người anh sao, vui hay buồn? Dạ vui. Nếu là chút kéo mà lên chắc vui hơn. Vui anh phải tươi lên một chút xíu chứ. Nha. Dạ. Nè anh đi với ai? Dạ đi với sếp của em với đồng nghiệp của em. Anh bình thường mặc ảnh vui hay buồn? Anh có đi ảnh lắm không? Sao anh mặc ảnh kỳ vậy? Dạ do tính cách của anh trầm, nhưng mà được cái là anh là được lòng khách hàng. Vậy mà được lòng khách hàng á? Dạ. Không, anh ít cười nhưng mà người ta nhìn anh cười. Dễ thương rất thân thiện. Nhưng mà lại đem lại tiếng cười cho người khác. Để mình qua mình coi cô kia coi thế nào nha. Dạ. Sợ bị ăn hiếp quá thì có thấy hiền chứ sao luôn. Ăn hiếp ta nha. Rồi em lạnh quá. Chào lên. Chào em. Bữa này cũng rất là dễ thương. Ha, nhìn thấy em của em ngồi dưới kia là biết kìa. Chị dễ thương rồi. Dạ. Anh nghĩ là được đấy. Dạ. Ha, kiếm người vậy khó lắm. Ha. Dạ. Khó lắm. Nhưng mà ăn hiếp ta nha. Ta yếu thế thiệt thòi đó. Rồi bây giờ anh có thấy trong lòng thế nào trước khi gặp cô gái bên kia? Anh cảm giác thế nào? Dạ em có bài hát muốn tặng bạn, nhưng mà chắc là chút nữa em gặp rồi thì em mới hát cho bạn nghe. Đúng rồi, gặp nhìn thẳng vô mắt hát ha. Dạ. Rồi nói là a à, sao? A à, giờ đây rồi. Chuẩn bị kéo màn lên, giữ là lớn này, đừng có là lớn lên nha. 2 phút bắt đầu. Dạ em chào anh. Anh chào em. Anh có món quà tặng không? Dạ em cảm ơn ạ. Dạ nhìn mặt anh tiểu thiệt. Chết mắt hoài à, không nổi. Hát gì đó. Ánh mắt yêu thương đã trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. À gì đó. À gì đó lớn lên. Nói đi. 2, 3. À giờ đây rồi. Rồi bây giờ mình có chuẩn bị gì chưa? Hồi nãy em nghe bạn nói là khoảng 1-2 năm thì em thấy thời gian như vậy cũng phù hợp với em. Dạ. Nói chuyện muốn lấy liền được không? Cũng muốn lấy liền không? Tìm hiểu đó anh, trời. Tìm hiểu đó anh Quỳnh Linh. Quan điểm tình yêu hôn nhân của bạn như thế nào? Anh thì lúc nào anh thì anh nghĩ là người đàn ông nếu mà nhường người phụ nữ, người vợ của mình nhiều hơn á thì mới giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Em thấy sao? Dạ em thích á. Thầy nhường là thích rồi. Nếu mà gặp vợ á mà nóng tính quá, lỡ đánh mình thì sao? Dạ chắc không quá đâu anh ơi. Ví dụ là lỡ đánh thì sao? Lỡ đánh thì nhường luôn. Dạ nhường, bữa sau người ta thấy đánh vậy người ta sai, người ta sửa từ từ. Rồi bữa sau người ta đánh nữa thì sao? Từ từ góp ý nữa hả? Từ dạ. Góp ý nữa hả? Dạ. Ủa sao đánh nữa thì sao? Nếu mà số phận đó như vậy thì phải chịu rồi thôi.
Thôi thua. Suy nghĩ nhé. Lấy liền. Đừng có đánh người ta nha. Trời ơi, số phận đã như vậy thì cũng phải chịu. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, cái gì mà khổ vậy trời. Suy nghĩ cho kỹ rồi bấm nút nha. Bấm nút về nhiều khi bị đánh đó. 1 2 Lấy đi em. 3 Cảm nhận của bạn về ảnh như thế nào? Tại sao bạn lại đồng ý nhấn nút? Dạ, hiền vì ăn hiếp. Đã dặn là không có được ăn hiếp người ta rồi hà. Còn bạn trai thấy sao? Bạn nói nhiều bạn lên thì em thấy... thấy vui. Dạ. Vui đâu. Giờ xin vợ nắm tay cái rồi ai giờ đây rồi cái đi rồi là mình xuống đó. Mình xong đó. Phải nói thì sao ta mới đưa tay ra chứ. Lớn lên. Sao? Thiệt tôi muốn đi. À, bây giờ đây rồi. À, giờ đây rồi.